Đấy thì các bác có biết là cái điều gì mà dẫn đến nấm trên đàn gà các bác không? Thì có 3 nguyên nhân như sau. Thứ nhất đó là do cái nhiệt độ biến động liên tục, thời tiết thay đổi. Thứ hai là do cái chất lượng nước kém đi. Thứ ba là do cái mật độ nuôi quá cao. Chỉ có 3 nguyên nhân này thôi, cái đàn cá chúng ta bị giảm sức đề kháng. Và nó dẫn đến cái hiện trạng là bị nhiễm các cái loại nấm rất là dễ dàng. Khi cá bị nấm, các sợi nấm ăn sâu vào trong các cái mô cá và làm hoại tử các cái cơ quan trên cá, nên cá chết rất là nhanh và tỷ lệ hao hụt cực kỳ nhiều. Khi mà cá các bác mà gặp hiện trạng đó là cá bỏ ăn này, cá giống guồng, cá bơi không định hướng hay là dạt vào đi quanh bờ ấy, thì các bác cần phải lưu ý ngay. Và các bác đừng lo, tôi sẽ make các bác một cái giải pháp để các bác xử lý vấn đề này. Vua diệt nấm hiệu quả đấy. Và đây là bản nâng cấp premium, gấp đôi thành phần, gấp đôi công dụng mà không nhận thuốc. Chúng tôi đang có một cái công nghệ rất là mới nhất tại thời điểm bây giờ, đó là cái công nghệ vi bọc. Ngoài ra công nghệ vi bọc ở đây, chúng tôi còn kết hợp bên trong sản phẩm này là một cái hoạt chất sẽ chống lại cái hiện tượng là nhờn thuốc cũng như là bị tái phát các cái bệnh do vi khuẩn virus cái phát đó. Đối với công nghệ vi bọc, khi chúng ta phối trộn cho ăn thì nó sẽ đi qua được cái dạ dày, không bị thất thoát cái thuốc. Nếu như các cái dòng thuốc thông thường ấy, khi qua đó thì nó sẽ bị mất các cái hoạt chất, nhưng đối với vi bọc thì nó có thể đi thẳng xuống ở bên ruột non để và hấp thụ qua đường máu và đến các cơ quan nhiễm nấm và tiêu diệt toàn bộ nấm trên đàn cá của bác. Thứ hai là trong quá trình mà cá không ăn được, nó sẽ tan vào trong môi trường nước và con cá bơi lội qua cái vùng nước mà có cái hoạt chất này, nó sẽ bám trực tiếp lên trên cái những cái vết nấm cũng như vết thương hở của cá, cũng một phần nào đó giải quyết được cho các bác cái bài toán đó là bị thất thoát thuốc trong cái môi trường nuôi. Đây là những cái công nghệ mới nhất mà chúng tôi đang áp dụng trên cái sản phẩm mới này. Thì với cái sản phẩm này sử dụng cực kỳ đơn giản, các bác có thể sử dụng như các cái dòng thuốc thông thường các bác đang phối trộn. Một gói trên tay tôi đang cầm đây thì các bác có thể sử dụng từ 3 đến 4 tấn cá và chúng ta cho ăn liên tục từ 3 đến 5 ngày sẽ giải quyết toàn bộ nấm trên đàn cá của bác cực kỳ nhanh chóng. Cá nhà bác nào mà đang gặp hiện trạng nấm bị nhờn thuốc xử lý mãi không khỏi, hãy để lại số điện thoại bên dưới, công ty chúng tôi sẽ có bộ phận chuyên môn kỹ thuật hỗ trợ và tư vấn miễn phí cho các bác. Đặc biệt trong thời gian này, 49 bác may mắn đầu tiên để lại số điện thoại, chúng tôi đang có một cái chương trình cực kỳ ưu đãi dành cho các bác. Hãy nhanh tay để lại số điện thoại bên dưới để được hỗ trợ. Kính chúc các bác chăn nuôi tôm cá thành công. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Thủy Sản 365. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem những video tiếp theo ở bên tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.